Đây là các bác lúa cấy 2 tuần rồi, bây giờ nó mọc này. Lớn phết rồi các bác ạ. Đây, cấy ra thế này thì tốt các bác này. Mà các bác nhìn cái mạ kìa. Bởi vì trong đấy nó, thứ nhất là mình không bón phân ấy, thứ hai là nó chen chúc, nó chật trội quá các bác, nên là nó còi lắm. Đấy, nó còi lắm. Nước suối hôm nay to lắm các bác này. Đây, cái hòn đá bình thường chúng tôi làm cái thớt ấy, nó chỉ bé bé, hôm nay nó gần ngập cái này rồi. Thì hôm nay định đi bắt một ít cá suối về để làm chẻo với canh măng ấy các bác. Nhưng mà làm chẻo với cái măng chua ấy, nhưng mà nước to này không bắt được các bác ạ. Đây, nó chảy lắm. Nước này thì chả làm gì được đâu, bởi vì mình không nhìn thấy con cá để mà bắt đâu các bác. Cái này thì bé này thì lưới cũng không được mà chài cũng không được, chỉ có lấy cái đấy đi xúc, nhưng mà nước to này thì không được các bác ạ. Đây. Mặc dù nước to nhưng mà đầu nguồn nó không đục nên là cái dòng nước vẫn trong này các bác. Trong vắt luôn. Đây. Chỗ này mấy hôm nay mưa to quá các bác ạ. Đây. Tôi ra chỉ cho các bác, ở nhà ông Vinh có một cái cây xoan bị xoan đâu ấy, bị đổ bởi vì mưa nó bật cái rễ ra luôn các bác ạ. Đây. Các bác thấy không? Đây. Đổ gốc luôn các bác, nhưng mà nó lại, đây, nó lại mắc vào cái cành này nó mới trùng hợp chứ các bác. Nếu không là nó đổ xuống dưới đường này là nguy hiểm lắm các bác. Đây, lại xem cây này nguyên nhân sao lại đổ thế này. À, cả cái rễ này nó bị hư hết rồi các bác ạ. Đây, đây, cả cái rễ mà nó mục hết rồi, nhưng mà nó bật gốc luôn. Nhưng mà nó không đổ, bên này là hay để xe máy này các bác, nó lại không đổ bên này, nó đổ bên này, nhưng lại trúng cái cành kia các bác, hay chưa? Rất may nha các bác, nó mà đổ ngập xuống đây mà đúng cái đường người ta đang đi ấy các bác, nguy hiểm lắm. Cái này thì phải thuê người, cái người mà hay thu mua gỗ xoan này các bác, để người ta cắt cái này. Chắc là tôi cũng sẽ bảo ông Vinh có mấy cây này nó cũng phải cắt thôi các bác này. Đây là rễ hỏng hết rồi này. Cái rễ hỏng rồi. Mà cây này cao kỳ luôn. Nếu mà đổ nó nguy cơ đổ vào cái nhà này các bác. Đây là nguy hiểm ấy. Cây này cũng phải cắt đi luôn đi. Này rễ hư hết rồi các bác. Bởi vì cái rễ nó mọc ở đây này. Rồi người này trâu bò nó dẫm lên đây hàng ngày các bác. Đây cây này cũng hư hết rồi. Hư hết rồi các bác. Đấy là cái nồi xương lợn. Một lát nữa thì sẽ thử trong cái canh cái măng chua hôm trước chúng tôi làm với các bác, xem nó đã ăn được chưa, để nấu một bát canh chua xem nó mùi vị như thế nào nhá. Bởi vì cái măng chua là chính tay của chúng tôi làm nên là thử xem nó có khác ở ngoài quán, ngoài chợ không các bác. Ui sẵn nước sôi đâu Vinh ơi. Nước sôi rồi thì bỏ gạo vào để nấu cơm cho các bác. Đây hôm nay sau khoảng một tuần mưa tầm tã các bác, hôm nay mới có những cái tia nắng đầu tiên này. Luôn.
Không biết là để lâu ngày nó hỏng chưa các bác. Hôm nay cũng được khoảng 10 ngày thôi. Meo rồi, hỏng rồi, hỏng là hỏng rồi. Để dao chặt cái miệng đầu cho. Để lâu quá hỏng hay sao các bác? Úi. Thử gạt cái lớp trên cùng cho bác. Thử ăn xem. Thơm, vẫn đang thơm các bạn ạ. Đấy, vẫn đang nấu được. Cái tên là khả năng là cái này ẩm mình rồi. Nửa tươi mốc nửa thôi. Bởi vì chúng tôi đổ không ngập nước nữa các bạn, nên là cái phần trên cùng nó bị khú rồi. Nhưng mà dưới đây vẫn rất thơm. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nấu cái măng chua này, muối ống nứa này, nấu với cái xương lợn. Đấy, các bác đừng lấy cái đũa mà có ướt hoặc là chấm vào các cái đồ khác mà ướt đấy các bác. Bỏ vào măng này nó hư đấy các bác. Đấy, tươi đấy, vàng ươm luôn các bác. Đây phía dưới này ngập nước này nó vẫn vàng và nó thơm lắm. Đấy, cái ống này chắc là nấu chỉ được khoảng 2 giờ thôi các bác, 2 bữa thôi là nó hết cái ống rồi. Bây giờ vẫn phải đậy lại kín nha các bác. Nên mình dùng được tốt vài ngày nữa. Cái sơ hỏng mà thôi bọc bọc nhầm nhé các bác, chứ phải bọc cái bao bóng trong ấy, còn cái bao mì tôm này là bọc ngoài thôi. Đấy, phải bọc kín ấy, không là không khí vào nó lại hỏng. Nó như muối dưa muối cà đấy các bác, nhưng mà bởi vì là cái ống nứa này này là cái ống nứa tươi nên là ở phía trong nó vẫn còn ẩm, nếu mình bảo quản không kỹ nó vẫn có nguy cơ bị khú đấy các bác. Nó không giống như cái ống nhựa của mình, ống nhựa mình là nó mình rửa phơi khô rồi, còn cái ống nứa này ở trong nó cái tinh của cái nứa ấy, nó vẫn ẩm nên là không cẩn thận là nó hỏng đấy các bác. Ta cũng làm tay ống đi cho nên là có cách. Phải chua lắm mổ phải mua mấy. Bây giờ sẽ lấy cái lá chuối này để mốc. Mốc tức là bỏ than nhỉ ông Vinh nhỉ, hay là bỏ lửa nhỉ? Bỏ lửa là nắp đúng không? Mốc là bỏ than đúng không? Cái này vùi cho bếp ấy các bác. Sẽ lấy cái lá chuối này mốc cái măng chua mà măng hôm trước chúng tôi lấy cái gốc để đâm ra các bác. Sau đó một lát nữa thì chúng tôi mới đi bắt cá để nướng. Làm chẻo nha các bác. Cái món này rất là kỳ công đấy, bởi vì có nhiều công đoạn. Cá cũng phải nướng này, mà măng cũng phải mốc này các bác. Mà mốc là ngon nhất là mốc lá chuối đấy các bác.
Nên là muốn nói lại với các bác là phân biệt là nắp. Nắp là chúng tôi nắp là nướng. Còn mốc này thì là gói, cũng đều gói lá chuối nhá các bác, nhưng mà lại bỏ ở trong chỗ cho bếp với than đấy các bác. Đây. Phải hơi cho nó mềm thì nó, lúc cuộn lại nó không bị gập gãy. Còn nếu mà để cái lá tươi này các bác, nó rất là giòn này. Thủ đi chảy nước. À. Cái món này thì nghe Vinh kể là rất là ngon, đặc biệt, nhưng mà tôi thì chưa được thưởng thức bao giờ. Vì làm món này ngoài mất thời gian thì nó cũng là kỳ công nữa các bác. Nên là từ khi là có những dịp đặc biệt mới làm, chứ còn bởi vì nó mất thời gian lắm. Tại vì hôm nay chúng tôi muốn thử cái măng chua mà chúng tôi tự tay muối ấy, thì nó vị như thế nào, thì chúng tôi quyết định làm cái món chẻo này nhé các bác. Đây, gói ba cái lớp lá chuối này là các bác. Bây giờ mới lấy cái ống ngắn này. Ống ngắn này là cái ống mà hôm trước lấy các cái gốc cái măng để đâm ra các bác. Chẻo măng chua. Đấy các bác, trước giờ mới biết ra chẻo hẹ này, chẻo chẻo mặc khén này, chẻo cá này, hôm nay thì mới biết là chẻo măng nhá các bác. Thơm không bác ạ? Đây, thử xem. Cái này chua hơn ông Vinh ơi. Cái này chua hơn cái lúc nãy nhỉ? Đâm nghiền ra chua. À, đâm ra nó ngấm hơn các bác. Đây. Đây là các bác. Không biết, tùy ông Vinh thôi. Đây, bây giờ cái này tiếp đường. Bây giờ gói ra các bác ạ. Gói lại rồi là đặt trên bếp luôn. Sau chúng tôi bắt đầu mới đi bắt cá để nướng nha các bác. Bởi vì làm cái món cá này, nó nướng cái này lâu lắm, lâu chín lắm các bác. Bây giờ có phải trộn gia vị nữa không ông Vinh? Không, tổn không nè. Mối thì có chèo tổn đấy. À, đó, muối cũng vừa rồi chị. Ừ. Gì ớt cay nó bỏ này. Này ngon rồi này. Cái này ăn sống cũng được này. Ăn sống được chứ. Tại vì nó vừa rồi. Bởi vì cái này nó mình đâm ra đấy các bác, nên là nó ngấm gia vị nó nhanh chua hơn. Thế mình cắt hôm trước. Ngoài. Ở trong măng nó có nước rồi đấy. À, có nước tí rồi. Phải cho nước vào lực ngoài đi. Ừ. Tức là cái mục đích của bỏ nước này các bác là nó lúc nó nóng nó sôi ấy thì nó mới chín cái măng. Còn nếu bỏ cái măng khô không các bác thì nó có mỗi hơi thôi thì nó sẽ cháy. Cháy lá đi. Đấy. Ấy ấy, nước. Thôi, nước lực ngoài thôi. À. Đấy, trong. Để bỏ lực ngoài. Cắm dây. Que gãy rồi. Ờ, que gãy. Được.
Đấy. Đặt nước. Nước ngoài ta bỏ nhiều quá căng. Ừ, cứ gắp cho nó khô ra. À, đấy. Đây. Nhánh thêm mà nên bọc. Tại vì mình bỏ nước vào đấy các bác. À. Nên là một lát nữa nó nóng cái lá chuối ấy, thì nó sẽ sôi ở trong đấy, nó chín cái măng đấy các bác. Có mùi hăng kia này. Ừ. Ôi, đổi đất, canh chua. Rồi. Đi. Rồi. Đã hơn lâu mà. Bây giờ chỉ đầy nắp. À, cái này có vẻ như lửa bén quá này không nhỉ? Đấy. Sợ nó nóng quá lát mình đi bắt cá là nó thủng mất. Ba lửa mà. Sợ mà sẽ cháy lửa màu còn nửa đây. Đấy, bây giờ thì cái này rác đây nướng, còn cái này cứ để hầm, còn chúng tôi bây giờ đi bắt cá các bác. Vì nước suối hôm nay lớn quá các bác ạ, nên là tôi không bắt ở suối được, phải thả lưới ở trong ao để bắt cá thôi. Và trong này cũng có cá mương các bác. À, suối ở đây nó to quá, không làm được cái gì cả. Cái này mưa to quá nhờ. Đây. Cái chỗ này là cái chỗ cá mương hay ăn này các bác. Nó bé, không lỡ may nó nghe thấy thì chết. Cá mương nó hay ở chỗ này này. Cái chỗ mà nguồn nước chảy vào ấy các bác. Bây giờ chúng tôi thả chỗ này, dọc chỗ này xong rồi rải cái tấm chỗ này. Cái cám ấy các bác, ở phía trong này. Còn lưới để ngoài này. Là nó ở từ ở ngoài này nó vào các bác. Là dính thôi. Đấy là chúng tôi đang tính toán như thế, còn không biết là nó như thế nào. Rồi ta mới thả xuống thôi. Hả? Cái bảng này đang đi đâu đi, mua như về đây thì ta mới thả. Ngăn đó thôi. Ừ. Ê, ngăn đi nào đi thôi. Đến đi thi công. Ủa, thả thế này à? Đấy. Thả thế này, gỡ ra ra. Đấy chứ. Đây là các bác. Tôi hôm nay bắt cá kiểu mới này. À đầu này giơ lên à? Ừ. Giơ gì đó. À. Đây các bác. Như mở cửa thì để bắt cá các bác, để mở cửa này nó chui từ đầu này vào là các bác. Còn từ bên này này, chúng tôi bây giờ thả cám bên này. Bây giờ thả lưới xuống. Đấy. Không biết là có được không? Không được thôi. Được, ta được thịt cái nửa thịt. Đủ hòa cho mình. Nghe mùi cây. Ông bây thả trong ném trong góc chỗ mà tránh cái đường nước chảy ấy. Đấy ơ. Ném trong góc ấy. Ném ấy. Đấy chỗ này. Ở đây thôi. Đấy, dẹp đường cho lưới xuống nào. Ủ, con gì đấy? Nhảy đây. À chưa thấy con nào các bác ơi.
Chắc cứ thả lưới xuống đi ông Vĩ ơi. Cứ thả xuống đi. Nó mà ở ngoài vào nó cũng đâm vào mà. Thả ở chỗ này đi. Các bạn là lưới nó lại nó hơi ngắn nên nó chỉ nổi cái mặt nước thôi. Ô cái lưới nó không có chì à? Có ít chì. Hả? À, có chì mà chì ít. À, chỗ này lúc nãy có mà chìm mà bây giờ mất đâu nhỉ? Thử một mẻ lên đâu với nhỉ? Đấy, để xem trong chỗ đấy là cái con gì mà nó động đậy khê ghê phết. Cháu nghĩ là rô phi lắm. Đấy, cái tắm không thể như thế đâu. À quên, con cá mương làm gì mà nó động đậy mạnh thế. Nhấc lên xem con gì. Ấy, ô cá mương à? Con cá mương to vết nhở? Đấy, bằng hai ngón tay đấy, đấy. À, con này là mương hoa hay sao ấy? Đây. Đẹp không này các bác? Hai con luôn. Đây là các bác, con mương hoa đẹp không? Mương hoa khe mà, mương hoa thông. Con nào con này to đùng luôn. Hiện tại mới bắt được có 6 con mương thôi các bác ạ. Nhưng mà có từng nào thì chúng tôi đâm chẻo từng đấy thôi. Chấp nhận nhớ, bởi vì là lý do là thời tiết mưa nhiều và là cái suối nó lớn các bác, nên là không bắt được cá suối, phải bắt cá mương ở trong ao. Thì bắt được từng nào thì chúng tôi làm từng đấy thôi. Có thế sao thì phải làm vậy để chấp nhận, chứ không biết làm cách nào được. Đấy, mọi thứ xong xuôi hết các bác. Bây giờ chỉ có cá này với cái măng này đang mốc nữa thôi các bác ạ. Mốc lâu rồi. Một lát nữa thì bỏ cả cá này đâm ra trộn với cái măng kia, rồi thêm gia vị nữa, mặc khén nữa là đủ rồi các bác. Bởi vì là trong cái măng nó đã vừa rồi, thì thiếu cái gì chúng tôi mới bỏ thêm thôi. Còn lại là vẫn phải bỏ mặc khén nha các bác. Chèo là phải bỏ mặc khén vào các bác. Đây nha các bác, 6 con cá mương này chín rồi này. Còn một con đang bé bé đang nướng trong, nướng ngoài các bác ạ. Còn là bây giờ là cái này đâm nhá, đâm để làm chẻo. Cái măng này chắc là nặng. Ô đấy, con này cũng chín à? Chín rồi. Con này bé đây, nướng riêng tại vì nó bắt được sau các bác. Nướng đâm cái này xong rồi cái kia có đâm không Vinh à? Có. À, đâm luôn cả măng luôn. Cái này kỳ rồi, sau măng được. Sau cũng đâm vô cối luôn. Đấy. Đâm vô cối luôn. Bây giờ đâm trong này măng làm sao đâm đủ trong này được? Có. Đủ không? Đủ. Tại vì thấy măng nhiều lắm. Đấy, đâm cá này, xong lấy cái măng mà mốc này là các bác đâm luôn. Tí mà đâm cuối là gì? Xong là thành món chèo thôi. Cái này thì ăn xôi nha các bác, nhưng mà hôm nay không có xôi thì cơm nếp cũng được. Chấm gắp vào cơm nếp ăn nó cũng giống như xôi thôi các bác. Cũng vàng khè. Cái này chắc đưa ra để cho nguội nè các bác, không là lát nóng quá không đâm được. Chắc nó chín rồi đấy. Đấy. Đó, cá đâm lên. Nhiều thơm rồi. Cái cá này rất là thơm rồi các bác ạ.
mùi. Đây cái này, nhưng mà bỏ. Thế ông Vinh phải bỏ mắc khèn trước ấy, không là lát nữa bỏ bỏ măng này. Bỏ măng này nó không đâm được nữa đâu. Măng chẳng qua mình đâm nhẹ nhẹ để trộn thôi, bởi vì nó đã nục rồi. Mẹ ớt đây. Tiếp mắc khèn này. Được chưa? Đấy. Thơm. Bỏ mặc khèn vào là nó dậy mùi hết lên các bác. Đấy. Chà, chéo chéo này tiền. Cơm nấu nồi, cơm hung, chấm, chéo. Không quen không? Không có xôi thì cái này lát nữa mình sới cơm không, cơm nếp bỏ trong bát ở góc để cái chèo này bỏ vào ăn được. Nó giống xôi chấm thôi mà. Nếu mà xôi thì là xôi chấm chèo. Còn ăn cơm nếp thì là chèo quẹt vào xôi, à quẹt vào cơm nếp. Đấy. Đây là các bác. Thơm cho ông Vinh. Nhìn xem. Hăng hắc thì chín thơm. Rồi. Chấm không ăn không được mà cơm không phải trộn cả chứ. Ngon là các bác ạ. Đúng cái đâm này nó ngấm gia vị hơn, nó chua nhanh hơn này. Bây giờ bỏ vào đây. Đấy. Các cái món của người đồng bào nhìn nó không đẹp mắt lắm các bác ạ, bởi vì thường nó trình bày nó đơn giản, nó nguyên bản ấy, nhưng mà nó giữ được cái độ ngon của nguyên chất. Đấy, nó gốc của đồ ăn đấy các bác. Nên là những ai mà thưởng thức được cái đồ mà của miền núi ấy, thì là mới cảm nhận được cái độ ngon của nó các bác. Không trình bày cầu kỳ này, không bỏ quá nhiều gia vị này, giữ nguyên được cái độ nguyên chất của các cái nguyên liệu này, thì là với lại có các cái gia vị như là mặc khèn này, rồi hạt dổi này, là các cái thứ ấy các bác, nên là nó đậm chất của miền núi nhá các bác. Đây là các bác, đây là cái món chèo cá với măng này, tôi thử xem nào. Tuyệt vời luôn. Đây chấm xôi. Nhưng mà hôm nay ăn cái cơm cũng được các bác ạ. Còn này cũng là măng chua này các bác, nhưng mà cái măng ngọn đấy. Hôm nay nấu một nồi canh cái này ăn với cái này nữa, tuyệt vời luôn. Đấy thử xem. Nào. Thử xem nào. Mời nào. Chụp vậy nha. Phải ngoài cây, ngoài cửa. Ngoài cửa. Đây các bác. Xôi chèo luôn này.